Ok, thầy xin chào các bạn học sinh uh, AK6 nha Hôm nay thầy sẽ uh, ôn uh, thi uh, của học kỳ 1 cho các em nhé Cái này sẽ chữa đề ở nam định nha Đề thi uh, học kỳ 1 Đề này thì có mấy câu cũng sẽ đó Nên là ráng làm nhé Ok, sửa lỗi nha mấy em Nhưng mà đề của sở Nam Định là y tính à À sửa lỗi nha, câu số 1 À trái nghĩa mấy em, ông nè Trái nghĩa Mình số 1 Ondo Valentine's Day gì đấy. Mặc dù ngày Valentine à Mặc dù ngày Valentine Đã trở thành một cái global industry Ngành công nghiệp toàn cầu với hơn 80 triệu hoa hồng được bán khắp thế giới thì the origins nguồn gốc của cái ngày này thì vẫn unclear không có rõ ràng và hidden in the midst of time hidden in the midst of time thì mình đoán là sao kiểu như là một cái ngành công nghiệp toàn cầu ha nguồn gốc của ngày không rõ ràng và mình rất bí ẩn đúng không kiểu rất là cổ xưa hả bí ẩn mình đang đón đó. bí ẩn cổ xưa thì trái nghi lại là à, đúng nhất là câu A em. mới nha new enough for anyone to confirm thì câu này là câu A à. à, đủ đủ mới cho bất kỳ ai để xác nhận confirm là xác nhận á thì câu này là câu A em. câu ai nha đủ sớm à, đủ mới cho bất kỳ ai xác nhận câu vẫn còn là một bí ẩn rồi mystery hoặc là mystery vẫn còn là bí ẩn đối với mọi người Câu C Trace back là có nguồn gốc Trace back có nguồn gốc với người cổ xưa người cổ đại Câu D rất lâu trước đó và không thể nào quên được Unforgettable không thể nào quên được Để Chào Khánh à. An à. à, Câu số 2 The improvement cái sự cải thiện về danh số hả? Sales thì beneficial beneficial kiểu sao mấy em có lợi à có lợi cho công ty nhìn chung as a whole kiểu nhìn chung á rồi hay ghi thêm ghi cái chữ đồng nghĩa của beneficial nha beneficial thì mấy em nhớ là bằng với cái uh, này bằng với advantages nè bằng với favorable là có lợi nha beneficial advantages và favorable có lợi thì trái như lại là harmful nè harmful harmful thì là bằng với detrimental nhé em bằng với damaging là có hại đó nhớ nha một vài cái synonym harmful là bằng với detrimental bằng với damaging là có hại còn mấy cái này là có lợi nha thì con này là câu C, harmful là có hại Ok Tiếp luôn nha mấy em Câu B tích cực à Positive Câu D là bổ ích à Have Helpful Have full thì bằng với uh, Use full mấy em Cái này kiểu bổ ích nha Bổ ích à, nhớ nha Beneficial Beneficial uh, Advantages Advantages Favorable có lợi rồi, câu số 3 là cái dạng gì đây mấy em? Câu số 3. Thầy nhớ em không? Nhớ. Chắc là nhớ Khánh An rồi. <laughs> câu số 3. Câu số 3 dùng cái gì đây mấy em? Ở đây là dạng trật tự tính từ nha. Thì mấy em chỉ cần viết cái dòng này ra thôi. Trật tự tính từ. Osascom cơm. Hoặc là ông sáu ăn súp cua ông mà phì á thì mấy cái này cứ nhớ là cái dòng đó, đó nha ở sắc cơm color. Origin material PL purpose Rồi thì cái Osas cơm là thế cho mấy cái này nè mấy em đúng em này lớp 12 nha Osas cơm. chữ O là opinion nè Opinion là mấy cái tính từ chỉ ý kiến á đẹp xấu đắt tiền quý giá ngon dở nóng lạnh Cứ như đưa ra quan điểm ý kiến của mình là pinion còn S, chữ S đầu tiên là size kích cỡ nha nhỏ lớn mà thấp cao gì đó là size ờ, chữ A này là age độ tuổi nha độ tuổi á, mới cũ cổ xưa hiện đại còn chữ S thứ hai là shape dạng, hình dạng tròn vuông chữ nhật C color màu sắc một tiếng màu hồng O origin nguồn gốc nguồn gốc là thừa nước nào á ví dụ ở nhật Japanese hay là Vietnamese, Chinese. M material chất liệu, chất liệu giống như làm từ tùy... chất liệu gì? Như là gỗ nè, wooden, uh, nhựa plastic. Purpose thì là mục đích. Mục đích kiểu như là writing paper thì cái writing sẽ là cái purpose. Giống như giấy để làm gì? Giấy dùng để viết writing paper. Hay racing car, xe đua. Racing là purpose. Mục đích là đua. Rồi thì mấy em nhìn đáp án ở đây đúng nhất là câu nào mấy em Beautiful Rồi opinion mấy em Tính từ chỉ ý kiến nè Rồi chữ big Big là lớn đúng không Lớn thì leo size luôn Rồi này là con A luôn nha Beautiful là do opinion nha Đẹp nè Big là lớn your size Pink màu hồng là do color Thì con này là câu A Này con A nha Ok tiếp nào Cố lên nào có lên Ngọc Trinh Tăng Quân Bạn tên lão ha À câu số 4 Câu hỏi đuôi Cái này là quá khứ đơn You invited Rồi câu D luôn em Nhớ là phải phụ định lại nha Câu hỏi đuôi thì mình phải phụ định lại cái uh, với ban đầu Quá khứ đơn mượn chọn từ đít Phụ định lại là câu D Rồi câu số 5 năm dùng cái gì em cái này cũng ra trong đề cuối kỳ ta số dùng cái gì đây Rồi ở đây là rút gọn mình đề trên ngữ á. À, rút gọn hai câu cùng chung ngữ nha. Rút gọn mình đề tranh ngữ khi mà hai câu cùng chủ ngữ thì chủ động em nhớ là mình sẽ dùng hai viên với body hoặc là với binh còn bị động là dùng hai viên pin với body hoặc là với body nha thì ở đây cái hai viên với body là nó khác với với binh ở chỗ là cái hai viên với body á là nó sẽ nhấn mạnh hành động thứ nhất xảy ra trước hành động thứ hai hai viên pin với body cũng vậy luôn là nó sẽ nhấn mạnh hành động thứ nhất xảy ra trước hành động thứ hai nha rồi câu này nè result là kết quả, rồi đạt được kết quả, đạt được kết quả là nghiên chủ động nha, và câu b đúng nhất đúng em. Having achieved impressive study results, thì câu này là câu b, câu b em rồi, phân từ hoàn thành nữa. Câu B nha. Sau khi đạt được kết quả nghiên cứu ấn tượng, anh ấy nộp đơn uh, xin học bổng uh, scholarship học bổng à uh, để học computer science. Hoặc máy tính ở một cái trường đại học danh giá prestigious là danh giá nha danh giá prestigious là danh giá không dùng qua được nha tôi hé với body đi rồi bị động rồi à. u d không có dùng được rồi tiếp em à, mấy em nhớ luôn nha học bổng nếu mà dành học bổng á thì mấy em nhớ mình sẽ có cụm là win scholarship thì hiếm như biết nha nếu mà dùng collocation á Dành học bổng thì mình sẽ dùng đồng tục win nha. To win a scholarship. Dành học bổng. Rồi, câu số 6 hơi bị hay luôn nha. Câu số 6 nè. Câu này là rất giống với đề thi chính thức của bộ dục năm 2023 luôn em. coi vậy chứ câu này <laughs> cũng xịn uh, lắm nha. Câu này em chọn gì mấy em? Câu số uh, câu 6 à. Tại nào mà giải đề chính thức của bộ dục rồi thì con này quen lắm á từ từ nha, ở đây thầy nói cái cầm này trước à cái chữ paper á paper ở đây là em dịch sao em paper thường em dịch là giấy đúng không mà cái này nó kiểu nó bằng giấy uh, newspaper em báo á paper này mình nó bằng giấy newspaper nha là báo thì in the paper là trên báo nha in the paper là trên báo nè rồi thì đây mình dùng cái gì mấy em in the paper là trên báo nha đây mình dùng cái gì đây rồi đúng nhất á, là câu am à, article nha article article đây là nó sẽ đi với giới từ on Article on something mình sẽ dịch là cái bài báo, bài báo hay là bài viết về cái gì? Bài báo hay là bài viết về cái gì? Article on something ví dụ nè, giống như mấy em mà đọc báo à, tuổi trẻ hay là báo Vietnam Express thì nó sẽ có từng bài báo riêng, giống như bài báo à, uh, gì vậy? đường lên hình Olympia gồm những ai những ai đó kiểu một bài báo riêng đúng không hay là tình hình kinh tế trên thế giới đang như thế nào ở kiểu như nó sẽ có từng cái bài báo riêng á thì cái đó mình sẽ gọi là article còn cái paper với newspaper kiểu như là một cái tờ báo luôn cái này kiểu như là một tờ báo như VN um, Express hay là tuổi trẻ gì đó kiểu như vậy nha cái này nó sẽ lớn hơn cái article không Article là một cái bài báo, một cái bài viết cụ thể luôn nha Còn cái paper, như newspaper là kiểu như một cái trang báo luôn á Rồi con này con em Là có một cái bài viết Hay bài báo á Về uh, Những cái chương trình thực tế Việt Nam phổ biến nhất Ở trên báo Thì con này là con A nha Article Câu B đặc trưng nha Feature đặc trưng rồi Feature đặc trưng Câu A đúng hơn nha Câu C và bài văn à? Essay. Câu D là cái sự thông báo rồi. À? Announcement. Cái sự thông báo. Thì con này là câu A nha. Rồi câu số 7. Rồi idiom này mấy em dùng cái gì mấy em? Where there will there's a. Câu này tiếng Việt dịch được à? Will danh từ là ý chí em. Will danh từ là ý chí á. Câu tiếng Việt cũng dịch được luôn. Nơi nào có ý chí? Nơi đó có con đường đúng không nơi nào có ý chí nơi đó có con đường em nha những gì cả có câu cũng hay à nơi nào có ý chí nơi đó có con đường đó thì con này là con c nơi nào có ý chí nơi đó có con đường đó có đủ sự quyết tâm là làm được mọi thứ câu c Tức là chúng ta đừng nên từ bỏ bởi vì nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Rồi, câu số 8 luôn mấy em. Câu số 8 dùng cái gì đây? Rồi, động từ search. Search for something nha. Tìm kiếm. thì Câu này là câu A. Search for something. Video và bạn cùng lớp đang tìm kiếm một vài cách để cải thiện môi trường mấy em. Thì câu A. Search for something. Câu A nha. Rồi câu số 9. Uh, last month có khư đơn không mấy em? Câu D. Câu sau BDS Trần Quốc thì đã trình diễn ở cái lễ khai mạc vào tháng rồi. Mấy em nhớ opening opening ceremony là lễ khai mạc nha. Còn lễ bế mạc á là dùng gì mấy em? Lễ bế mạc thì mấy em nhớ mình sẽ có collocation là closing ceremony nha. Đó, nhớ phân biệt hết câu số 9 hả fan uh, BTS à, Army hả? Đây bạn nào fan uh, BTS không? tao <laughs> à, nghĩ lại thì thầy thấy không, hay thầy không phải fan kĩ bấm nha. Nhưng mà thấy người Châu Á mà được khác ở World Cup thì uh, cũng uh, ghê thiệt, công nhận là tệ lắm. Bằng dù hay không có, phải fan kĩ bấm. À cái này cũng đê nha, Closing Ceremony ceremony Này Rồi câu số 10 Câu số 10 thì gì đây Is a popular restaurant Đây là một cái nhà hàng rất là phổ biến Và bạn sẽ phải đặt bàn trước đúng không In advance là trước đó em. Vừa chế vừa tranh thủ học à In advance là trước đó nha rồi đặt chỗ thì mấy em nhớ mình sẽ dùng động từ đó là reserve Nó sẽ bằng với book là đặt chỗ nha em reserve với book là đặt chỗ. À thầy ghi thêm một cái idiom của chữ này nè, reserve decision hoặc là judgment kiểu uh, hoãn việc đưa ra quyết định. Idiom này thì cũng uh, phổ biến em. Thì cái này cũng C nha Reserve Giống với book Đặt chỗ á Đặt bàn Đặt vé Reserve book Cũng C Còn uh, Cái idiom này là Reserve decision Hoặc là Reserve judgment nha Bản việc đưa ra quyết định Đó là một cái nhà hàng Rất là phổ biến Và bạn sẽ phải Đặt bàn trước Thì con này là câu C Mà cũng C nha Còn câu A maintain là duy trì mấy em, maintain là duy trì hoặc là cương quyết nha. Cái này còn nghĩa là cương quyết nữa. Cái này chắc tới tầm 9 giờ mấy em. Maintain duy trì hay là cương quyết nè. Câu B bảo vệ, reserve, bảo vệ hay là giữ gìn, reserve, bảo vệ hay là giữ gìn nha. Câu D bảo tồn này, nó cũng gần gần giống như thế này nè. Reserve bảo tồn, à có nghĩa tiết kiệm nữa nha. Reserve conserve có nghĩa tiết kiệm đó này cô xem rồi câu số 11 luôn nha ở đây giới từ of giới từ thì em nhớ cộng với danh từ nha câu b em nhớ nha giới từ sẽ cộng với danh từ thì câu này là câu b bạn không thực sự có được nhiều thông tin từ uh, tường thuật tin tức trên radio hay tv này của b rồi câu 12 chỉ thị của while Bắt đầu quá khứ đơn Rồi mấy sau là Quá khứ tiếp diễn mấy em Của B Was traveling Caro gặp chồng của cô ấy Trong khi cô ấy đang đi Trong Âu. Những ta hành động đang diễn ra trong quá khứ Thì có hành động khác xen vào Đúng rồi em Này đang đề cuối kỳ á tiểu kỳ lớp 12 Câu 13 rồi mấy em nhớ là mình không dùng mạo từ trước mỗi hao nha. Không dùng mạo từ trước ngồi hào play football play volleyball play tennis play basketball play badminton ở độ tuổi là năm Messi bắt đầu chơi bóng đá ở một câu lạc bộ địa phương nhớ nha không dùng mạo từ trước mỗi hào rồi câu số 14 này cấu trúc gì đây mấy em dồn em mà mấy cái cấu trúc như vậy nè it is hoặc là it Sở Đám Định chắc là học sách giáo khoa Chương trình mới hả mấy em Ôi dồi ôi cái gì thế Đây là cấu trúc câu giải định nha mấy em Ở đây là cấu trúc uh, câu uh, giả định đó. Cấu trúc uh, câu giả định. Thì em nhớ là cái dạng nè. It is, it was. Này, câu giả định với tính từ nha. Mấy tính từ như là suggested, important, necessary, recommended, uh, vital. Rồi... Uh, Nói chữ khác đó. nói chung nó cũng nhiều chữ lắm em thì ở đây bắt buộc phải có chữ đáp nha cấu trúc câu giả định cấu trúc câu giả định đó là nó sẽ có chữ đáp rồi cộng chủ ngữ cộng động tuyển mẫu phải có, có suốt nha mà thường thường là không có suốt em thường thường là sẽ không có suốt đó này ghi để em biết là lỡ có hay suốt thì biết thì công thức nó sẽ cộng với động tuyến mẫu thì câu này là câu c em. câu c nha stop là nó được đề xuất là chúng ta nên ngừng mua hóa chất nguy hiểm hazardous nguy hiểm cho việc lau dọn thì con này cũng C rồi tiếp nha câu số 15 tại uh, chắc là còn lâu mới thi cuối kỳ ấy, nên mấy bạn không có phấn uh, đấu rồi tiếp nha câu 15 ở đây đây can chung ở động tự thì mình sử dụng câu C câu D rồi về nghĩa mình dùng câu nào mấy em? À đây câu C nha, because. Bởi vì câu A hay câu C là cộng danh từ hoặc là vô bình giùm em. Câu A hay câu B cộng danh từ hoặc là vô bình rồi. Thì câu C câu D về nghĩa câu C. Bạn nên giữ cho căn phòng của bạn free from khỏi uh, sạch khỏi. One middle, cái này là ẩm mốc nha. One middle, kiểu ẩm mốc. Bởi vì chúng có thể gây ra những cái vấn đề sức khỏe rất là nghiêm trọng. Thì câu này câu C. Serious health problems. Thì câu C. Rồi câu số 16. Rồi cụm này siêu phổ biến luôn nha. Cực kỳ phổ biến trong đề uh, kiểm tra. Đề đại học luôn. Measures là giải pháp. Thì mấy em nhớ take measures là thực hiện các biện pháp nha. Thực hiện cái giải pháp á. Thực hiện cái biện pháp. À, có một cái cụm cũng rất là phổ biến đi với check áp dụng biện pháp các bước luôn đó là Tech check steps nha mấy em cái này dịch tiếng việt thì nó cũng giống giống cái này á nó dịch tiếng việt à cũng giống giống đó. Tech steps kiểu cũng thực hiện các bước check measures thì con này là câu B nha thực hiện các biện pháp The government chính phủ nên thực hiện các biện pháp để làm giảm ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa thì câu này là của B Rồi câu số 17 A survey Khảo sát Rồi mấy em nhớ Mình Reservoir á Tiến hành khảo sát Mình sẽ dùng một cụm đó là Carry out a survey Hoặc một cái động từ đó là Conduct a survey nha Là tiến hành Khảo sát Nhớ nhé mấy em Mình sẽ dùng Carry out a survey Hoặc là conduct a survey Là tiến hành khảo sát là giáo viên đã tiến hành khảo sát về việc sử dụng internet giữa các học sinh đó thì câu này là câu uh, câu D carry out carry down này câu D rồi tiếp nha à, câu A give away, kiểu cho đi rồi tặng đi câu B switch off là tắt ha. switch switch off the light before you go out recover là hồi phục rồi recover hồi phục câu số 18 luôn em Đồng nghĩa nè Each form of mass media Mọi cái hình thức Phương tiện truyền thông đại chúng Mass media Phương tiện truyền thông đại chúng Thì có một cái impact Rồi impact là ảnh hưởng Ảnh hưởng thì đồng nghĩa là câu C em Dạ yeah. Influence Rồi mấy em nhớ mình có cộng này luôn nè Heaven Impact Hoặc là influence hoặc là effect on somebody something nha là có ảnh hưởng lên nhớ nha have an impact, have an influence, have an effect on somebody something là có ảnh hưởng lên nhớ kỹ ba chữ này nha Đó, bằng nghĩa nhau không em impact, influence, effect ảnh hưởng thì có collocation này luôn nha have an impact on somebody something Câu A pressure là áp lực mấy em. Pressure là áp lực rồi. Câu B là cái phong trào. Movement, cái phong trào. Chống sai ngu hả? À những cách để mình chống sai ngu là mình hãy uh, mình xảy sao ta? Hãy làm đúng, đừng để sai được rồi. Chứ sai ngu mà mình chống hả? Chống 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 sao vậy? Hãy làm đúng là được. Đừng để sai mấy câu uh... Đừng để sai mấy câu dễ Và làm được những câu khó Đúng không? Là mình không còn sai gì hết Không còn sai nguồn Câu D difference là sự khác biệt nha Câu 19 The sun is a powerful energy source Mặt trời là một cái nguồn năng lượng Rất là Powerful nè Dữ dội hả Rất là lớn Và cái nguồn năng lượng này có thể được harnessed. Mình đoán á. Nguồn năng lượng này có thể được khai thác đúng không? Bằng việc lắp đặt tại những tấm pin mặt trời. Rồi harness là khai thác. Đồng nghĩa là câu am exploited nha. Exploit nghĩa là khai thác. Với harness, exploit còn có nghĩa là bóc lột. Bóc lột á, bóc lột con người á. Câu B thể hiện rồi. Câu C phá hủy em. Devastate, giống destroy nè. Còn câu D là làm cạn kiệt á, à? deplete. Kiểu làm cạn kiệt á, à? làm suy giảm à? làm cạn kiệt. Rồi câu số 20, a go có hư đơn đúng không em? Câu B, bị động quá hư đơn. Words published. Words thôi nha. Sao rồi ổn không em? Bình luận cho sớm sớm nào Cuốn sách gần đây nhất của cô ấy Cuốn sách gần đây nhất của cô ấy đã được xuất bản thành nhiều ngôn ngữ năm trước Ồ, cuốn sách cuối cùng chứ Cuốn sách cuối cùng của cô ấy được xuất bản nhiều ngôn ngữ năm trước Rồi à, câu số 21 luôn em 21 21 giả à Ở đây sao cũng sơ thôi nha Mình thay bằng Interesting, em. Interesting. Bởi vì sao. Em nhớ, mấy phân biệt tính từ đuôi đi với tính từ đuôi in nha. tính từ đuôi in là chỉ tính chất kiểu gây ra cảm giác gì á. còn tính từ mà đuôi in đi là chị trạng thái nha như trạng thái người mấy em ví dụ nè à, dùng interested luôn tính từ uh, đuôi đi chị trạng thái người ví dụ như là I'm interested in reading books tôi thích đọc sách hoặc là I'm tired tôi rất, tôi rất là mệt đó chị trạng thái người còn tính từ đuôi yên là chị tính chất ví dụ như là this book is interesting đó. Cũng sách này rất là hay nó gây ra cảm giác thú vị á hay là the lecture is boring. Cái bài giảng rất là nhàm chán. Đó, nó gây ra cảm giác nhàm chán đó. Thì câu này cũng C. Cái bài học mà chúng tôi đang học bây giờ thì rất thú vị nhưng mà khó. Đó thì câu này là câu C nha. Rồi câu số 22 luôn mấy em. Câu 22. Mấy bài đọc thì mấy em phải học từ vựng nhiều á thì mình mới làm tốt nha. Và có vốn từ lớn. Đó. 22 nó luôn luôn tốn bố mẹ rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn để à, câu D nha đe bởi vì parents là số nhiều á nên mình phải dùng chữ đe nha nó nó luôn luôn tốn bố mẹ rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn để bring up nuôi dưỡng á để nuôi dưỡng những đứa con của họ thì con này là câu D đe children đe này là thế cho parents á rồi tiếp nha hãy sửa luôn bức cái bài đọc hiểu nha em đọc hiểu năm câu à để cuối kỳ của sở xã... hai bài đọc hiểu luôn à? rồi dịch luôn nha broadcasting broadcasting kiểu phát thanh truyền hình á phát sóng em Podcasting phát thanh truyền hình có lẽ là cái phát minh vĩ đại nhất trong thế kỷ vừa qua thì đã đi được một chặng đường dài và cái bbc ấy, à, đài bbc có lẽ là đài bbc là một trong những cái broadcasters cái đài uh, phát sóng cái đài phát thanh quan trọng nhất và được tin tưởng nhất trên thế giới ngày nay rồi chỗ này đang cập tới uh, phát sóng phát thanh gì đó em đài bbc rồi tiếp nha the british broadcasting company công ty phát sóng nước Anh hả? Được established. Established. Được thành lập đúng không? Vào năm 1922. Established. Thành lập. Thành lập thì câu 24. Thành lập. Hình thành. Đó là của B. Formed. Đồng nghĩa là của B nha. Hình thành. Cô A chia sẻ C nghe thấy. Cô D di chuyển. Đây của B. Rồi tiếp nha. Được hình thành vào năm 1922. Rồi four years later, 4 uh, năm sau, nó thay đổi cái tên thành British Broadcasting Corporation, tập đoàn phát thanh nước Anh. được biết đến như là BBC, thì uh, nó không phải là cái đài phát thanh đầu tiên trên thế giới. Thì đã có những cái uh, đài phát sóng, đài phát thanh công cộng ở Anh trước năm 1920 rồi. Ở chỗ này đang được cập tới kiểu như là cái đài BBC thành lập vào năm bao nhiêu? Rồi sau đó nó đổi tên mấy em. Kiểu đề gặp sơ sơ như vậy nhá. Rồi tiếp động 3 để làm câu tiếp theo nè. From the beginning. À, ban đầu á, thì cái đài BBC là một cái đài dịch à, vụ công cộng. Nhưng cũng là một cái uh, uh, operator. Cái sự điều hành. Một cái người điều hành độc lập thì những ngày đầu của cái đài BBC thì không có nhiều tin tức trên radio có âm nhạc drama kịch thảo luận và chương trình trẻ em nhưng tin tức thì không được phát sóng ai à, động từ broadcast ba cột về giữ nguyên mấy em nhưng tin tức không được phát sóng cho đến sau 7 giờ tối để tránh cạnh tranh với báo chí rồi bữa nay đề cập tơ cái đài BBC mấy em cái này live xong thì thầy có đăng lên YouTube á. để đáp án setup dễ chọn là sao ta? À hay đem cái đem mấy câu này lên ta. Thôi cứ để đi. À, quên rồi. câu số 25 chọn gì mấy em? According to Bab 3, theo đồng 3, tất cả những chương trình sau được phát sóng trên đài BBC ngoại trừ. Rồi con này dễ mấy em. Câu A nha công A không đề cập nha. Tennis À à. Thì chỗ đó đề cập ở uh... này mấy em. Thì bcd đề cập ở đây nha. Nè The world Music Drama Discussions and Children's Programs. Thì BCD đề cập ở đây hết nha. Music Discussions, Drama. Rồi, đọc tiếp cái đoạn cuối để làm cái câu uh, dưới em. Ờ, uh, đây à. Vào năm 1936 thì BBC trở thành cái dịch vụ truyền hình đầu tiên thế giới luôn. À ghê quá ha. Anh đề cập cái BBC tiếp à là chỉ một vài ngàn người ở London có thể nhận được những cái hình ảnh flickering flick, flickering kiểu như chấp tắt chấp tắt nè kiểu nó nhấp nháy nhấp nháy á kiểu thời này còn xưa à, có tivi thì cũng mừng rất nước mắt luôn hình ảnh sẽ chấp tắt chấp tắt nhấp nháy á nevertheless tuy nhiên thì mọi người thích cái họ xem và bởi vì số lượng transmitters số lượng máy phát gia tăng ngày càng nhiều người đi ra ngoài để mua TV á, television sets. Thì vào năm 1937, tennis thì được phát sóng từ Wimbledon đầu tiên. Đó. Sau đó vào năm 1938 thì chung kết bóng đá chung kết của bóng đá được xem trực tiếp bởi hàng trăm ngàn người đầu tiên luôn. Đó. Thì vào, kể từ năm 1946 thì BBC đã trở thành một trong những cái tổ chức nổi tiếng của nước Anh. Today ngày nay thì nó có một vài cái kênh truyền hình quốc gia, rất nhiều kênh radio và ngày càng tăng dịch vụ quốc tế. Rồi chữ X này là thế cho này đúng không em? BBC nha. Đọc khúc này là hiểu rồi. À? 946 thì BBC trên một trong những tổ chức nổi tiếng của nước Anh. Ngày nay thì nó có một vài kênh truyền hình quốc gia. thì X thế cho BBC không em. Để BBC Thì câu 37, 27 là câu A nha Để BBC Rồi mình làm được câu số 26 nè 26 According to paragraph 4 Theo đoạn 4 Ý nào sau đây là cái lý do tại sao Ngày càng nhiều người mua TV Lý do tại sao em Để nha, ở đây này cập là the reason why Lý do tại sao đúng không? Reason why Lý do tại sao? và mọi người mua tivi thì mình kiếm lý do coi lý do mua tivi chỗ này đúng không này mấy em để nha lý do lý do thì ở đây có chữ as nó dễ hết nè as này cho xuống đây cho dễ nhìn nha Từ chỗ này mấy em đây chỗ này nó quyết định nè chữ as ở đây nè bởi vì nè reason why là as rồi tuy nhiên mọi người thích cái họ xem và bởi vì số lượng transmitters gia tăng ngày càng nhiều người đi ra ngoài để mua tivi đó thì lý do tại sao mọi người mua tivi nhiều là bởi vì đây bởi vì cái này mấy em as the number of transmitters increased bởi vì số lượng máy phát gia tăng đó thì câu số 26 này là câu b thôi nha there was an increase in the number of transmitters có số lượng có sự gia tăng về số lượng máy phát đó thì câu này là câu b câu a tennis được phát sóng lần đầu à câu c họ có thấy hình ảnh nhấp nháy đầu tiên câu d có thể xem chung kết là sai rồi à? câu này là câu b rồi ở đây mình làm được câu số 23 luôn em câu số 23 bài đọc này chú nói về cái gì rồi mấy em đọc kỹ nha mình rút ý chính từng đoạn nè Vô do đoạn một á kiểu mấy cái ý chính là mấy em cứ uh, rút ý chính từng đoạn thì mình rút ra được ý chính toàn bài vô đoạn 1 là hãy uh, tác giả đề cập là broadcasting cái việc phát sóng cái mình vĩ đại vậy đó rồi để nha BBC đây là một trong những cái đài phát thanh quan trọng nhất thế giới à, bắt đầu đề cập tới BBC đúng không cái đoạn 2 đề cập tới đài BBC này lập năm bao nhiêu à, năm bao nhiêu năm kế thì nó đổi tên rồi đoạn 3 thì đài BBC bây giờ là cái gì đó Cái nó thay đổi gì đó Rồi đoạn cuối bên này cập đại BBC tiếp Em để là người ta liệt kê ra mấy cái dự kỳ thời gian à 922 Rồi ban đầu cái gì đó đoạn 936 trở thành gì 937 làm gì luôn 946, 938 Thì cứ như đây là cập tới cái sự phát triển của đại BBC đúng không Cứ như theo thời gian á Từ lúc thành lập cho tới ngày càng phát triển hơn Rồi đi đầu cái gì đó thì đây đúng nhất là câu A nha Kiểu liệt kê ra mấy cái mốc thời gian là phát triển như thế nào Thì con này là câu A The development of the BBC Sự phát triển của đài BBC nha mấy em Đây câu A đó, Kiểu như là liệt kê ra mấy cái mốc thời gian đó. Phát triển của cái đài BBC này từ lúc thành lập cho tới phát triển vững mạnh. Câu B là founder, nhà người thành lập à. Cú C mục đích Câu D là những cái hạn chế The limitations Đây câu A nha Rồi tiếp em Rồi tiếp nha Câu 28 28 chọn cái gì đây Đây chọn câu đồng nghĩa nè Rồi I not allow to Quá dễ luôn Câu đề mà em thấy nó uh, Not allow hay là not permitted Not allow, not permitted Không được phép không được phép thì cứ kiếm Mason mà chọn thôi nha. Không được phép thì cứ Mason. Này câu B. Những nhiếp ảnh gia nhà báo không được phép chụp hình ở hậu trường. Backstage. Cái hậu trường á. Youtube thầy là gì vậy thầy? Đây nè em, đây, đây đây đây, có cái chữ đây nè. Youtuber thầy Nguyễn Hành Luân, ông thi tiếng Anh. Ghi như vậy ra, ra, ra nha. YouTuber. Đó, Youtube. Youtube á. À, 29. Lần cuối cùng anh ấy đến London là 3 năm trước Có khứ đơn với lại anh Tài, anh Thành Này cô đê Anh ấy đã không đến London được 3 năm rồi Này cô đê He hasn't visited London for 3 years 30 là dạng so sánh nè à? My laptop Laptop của tôi thì không đắt tiền bằng laptop của bạn Yours kiểu như là your laptop em Thì vì ghi, ghi your laptop phải ghi là yours thì mấy giờ ở so sánh bằng thì mình sẽ viết lại so sánh hơn em laptop của tôi không đắt bằng laptop của bạn có nghĩa là laptop của bạn đắt tiền hơn laptop của tôi đó thì con này có ai nha laptop của bạn đắt tiền hơn laptop của tôi mai này kiểu như là mai laptop á hay đại từ bản thân của b laptop của tôi đắt hơn của bạn sai C, laptop tôi đắt bằng của bạn đề rẻ hơn luôn Trên qua nha Nhớ nha, so sánh bằng thì mình viết lại so sánh hơn mấy em À, tiếp nha mấy em, câu số 31 dùng cái gì đây? Đây này à, 50 câu em, đây 50 câu. câu câu uh, 31 chọn gì em hai người bạn David và Chen đang nói về cao mới của Chen David nói gì that blouse suits you perfectly Chen cao đó rất là phù hợp với bạn luôn Chen nên lời khen lời khen cảm ơn thôi thanks a lot cảm ơn bạn rất nhiều con à cô C không có chi à? don't mention it D được bằng tâm mà. Không sao đâu. Never mind. Hỏi câu 32. John và Daisy. Đang nói về cultural identity. Bản sắc văn hóa. Cultural identity là bản sắc văn hóa nha. Khi giờ biết à. Cultural identity. Bản sắc văn hóa. Rồi cho nó gì? Tôi nghĩ là mọi người nên bảo vệ bản sắc văn hóa của họ. Rồi, kiểu như một người đưa ý kiến, người còn lại sẽ đồng ý hoặc là phản đối với mấy em. Câu B. Decidida about it. Chắc chắn rồi. Không nghi ngờ gì nữa. Đó. Kiểu một người đưa, một người đưa ý kiến người còn lại sẽ đồng ý hoặc là phản đối. Câu Cô B. Câu A tôi muốn là bạn không à. Mà sẽ đi thôi. Đi thôi đi thôi, đi một nơi không ai biết được. Một nơi xa mà chưa ai đặt chân tới rồi bài đọc hiểu sửa luôn mấy em khô máu à chiến luôn nha khô máu nha khô máu à khô máu nha anh em cái gì nghị lực là sao livestream mà nghị lực nên cống hiến cho hai k sáu mà rồi khi mọi người nghe đến cái từ city thành phố họ thường tưởng tượng concrete bê tông à biển báo neon và rất nhiều ô nhiễm không khí Rồi Thanks to Nhờ vào một vài uh, architects kiến trúc sư rất là thông minh và quan tâm Concern Thì hình ảnh này đem bắt đầu thay đổi thì The concept Khái niệm thành phố xanh uh, Nhắm đến việc mang lại một vài cái vẻ đẹp Từ uh, môi trường nông thôn Tới cái khu vực Đô thị Thì nó không chỉ là về uh, trông đẹp hơn thôi thì thành phố xanh cũng đang cố gắng để cải thiện cái efficiency cải thiện cái hiệu suất của thành phố và gia tăng cái mức sống mà standard of living gia tăng cái mức sống của mọi người mà sống ở đó rồi thì mấy em đang đề cập tới đầu một nói cái gì mấy em em khi đề cập tới cái tự thành phố mọi người sẽ hình dung trong đầu là bê tông cốt thép bị máu neo à, tuy nhiên thì điều này đã thay đổi hả rồi đề cập cái gì green cities nè thành phố xanh mày mới đẹp nông thôn nó thành thị green city uh, à, năng số thành phố nâng mức sống lên kiểu thành phố xanh xanh gì đó rồi đây mày thấy là mình làm được câu số uh... 34 mấy em 34 tư chọn cái gì đây À không không thực ra bây giờ livestream vậy cũng nhiều người xem em. Tại vì hồi xưa live cho 2k5 á. Cứ lúc có hai à, 2 3 người xem. <laughs> Nhưng mà thôi thì chỉ biết cống hiến thôi. Coi chứ mấy bạn xem lại cũng nhiều lắm. Trên YouTube á. Vậy nào còn mấy đề á. À, 34. Thế động 1, a green city builder. Một người à, xây dựng thành phố xanh sẽ nhắm đến A Green City Builder, một người xây dựng thành phố xanh sẽ nhắm đến cái gì mấy em? Nhắm đến gì đây Green City Builder. Cùng Hiến chơi cái vậy đi thầy. À đây là cặp đây mấy em. Nhắm đến làm cái gì đây? Cái này nha. Green city Builder. Đây chỗ này em. Green cities are also trying to improve the efficiency of cities and raise the standard of living for people who stay in them. Là những thành phố xanh thì cũng đang cố gắng cải thiện cái efficiency hiệu suất của thành phố và gia tăng cái mức sống cho những người mà ở trong đó. Thì ở đây đúng nhất là câu xem gia tăng mức sống nha. To raise the living standards for urban citizens nâng cao gia tăng mức sống cho những cư dân đô thị này nè gia tăng mức sống cho người sống ở đó lấy người sống ở thành phố á. sống ở thành phố kiểu là đô thị mấy em ở bình nha kiểu ở bình con này cũng c cô a sơn mọi tòa nhà màu xanh không liên quan lắm cô b giảm năng suất là sai chắc rồi cô d nhiều bạn có khi á, không đọc bài đọc á chắc chọn cô d á. Nhưng mà trong bài đọc đề cập thì mình mới chọn được nha mấy em Trong bài đọc đề cập thì mình mới chọn được nha Plant more trees around the city Trồng thêm cây quanh thành phố Và Trong bài đọc không đề cập ý này thì mình không được chọn nha Thì câu này là câu C Rồi tiếp mấy em Đọc tiếp đoạn 2 nha The term green cities Cái thuật ngữ thành phố xanh Thì đề cập tới như thành phố nơi mà những người xây dựng Check into account à, xem xét nè xem xét một vài cái yếu tố môi trường trước khi những thành phố này xây dựng hay là redesign được thiết kế lại để physically appealing để hấp dẫn hơn à. appealing mình đón hấp dẫn á. hấp dẫn về mặt vật lý hơn hệ chất hơn so với những thành phố truyền thống từ quá khứ rồi appealing mình đón kiểu hấp dẫn mấy em appealing hấp dẫn cái attractive đúng không thì câu này là câu a nha ba appealing và attractive câu b là tồi tệ unpleasant tồi tệ nè câu d là vô danh nè unknown không được biết đến câu d là unknown rồi này câu a rồi tiếp nha In addition, ngoài ra thì cái mobility cái tính di động của cư dân cũng nên xem xét Vì vậy uh, public transportation uh, Phương tiện công cộng có thể tiện lợi hơn Và khoảng thời gian đi lại đến làm việc Có thể được giảm Rồi Energy sources Những cái nguồn năng lượng nên được evaluated Nên được đánh giá với cái mục tiêu là làm giảm cái ô nhiễm không khí Rồi cái này hình như vừa đang đề cập tới uh, mấy cái Green City gì đó mấy em Thành phố xanh gì đó cứ cái cái như uh, xem xét mấy cái yếu tố môi trường, mấy yếu tố nào mà mình phải xem xét ấy. khi mà xây dựng thành phố xanh. Nào lập tiếp cái đoạn này luôn em. It comes to going green khi mà đại cập tới going green trở thành xanh thì thành phố Barcelona, Barcelona thì đi trước thời đại head of East Ham đi trước thời đại kể từ năm 1859 thì những nhà thiết kế của nó đã cố gắng tạo ra những cái thiết kế đô thị bền vững nè một cách uh, có nhận thức consciously có nhận thức rồi sau đó vào năm 1992 thì thành phố nhận được cái makeover cái sự cải thiện á cái sự thay đổi uh, xứng đáng trước khi đăng cai Olympic thì một vài năm gần đây Barcelona đã upgraded upgrade nâng cấp à nâng cấp hệ thống vận chuyển hệ thống giao thông thì điều này đã làm giảm cái pollution và ngày càng nhiều công nhân người đi làm sử dụng phương tiện công cộng thay vì đi phương tiện của họ thì Barcelona cũng post rồi cái động từ post này ngoài nghĩa khoe khoang thì có nghĩa là tự hào mấy em tự hào Barcelona cũng tự hào là một trong những cái chương trình tái chế tốt nhất trên thế giới Thì du khách sẽ tìm thấy những cái thùng rác uh, rất là clear Kiểu trong suốt hả? Có mã vạch màu xuyên suốt thành phố nơi họ có thể vứt rác của họ Rồi, nơi họ có thể vứt rác Thì đây thấy cho visitors hả mấy em? Đó, thì đây hãy cho Visitors nha Thì câu số 36 là câu A 36 câu số của A nha 36A em Đó Du khách sẽ tìm thấy những hùng rác gì đó Xuyên xuống thành phố Nên họ có thể vứt rác Rồi đọc tiếp Ai à, làm được câu số uh, 37 lắm em 37 coi chọn gì mấy em Các bạn chọn cái gì đây? Ý nào sau đây là không đúng về Barcelona Thời đoạn 3? Nó true nha, không đúng. Rồi thì hãy chỉ luôn nha. Không đúng nha. Không đúng thì trong bài đọc á cái câu làm cho nó sai là <laughs> là chỗ này nha từ từ nha mấy em phải check mấy câu khác trước nha ở à, chỗ này thì nó sẽ cái này đang chọn ô sai mấy em thì con a có đúng không này cái này đang chọn ô sai nha Công a là ô nhiễm không khí đã được giảm rồi cái này có được cập nha không phải đáp án nè Nên có được cập ở chỗ này nè ở mùa vài năm gần đây Barcelona đã nâng cấp hệ thống giao thông. Rồi điều này làm giảm evolution. Đây, evolution được giảm mà. Cô A có được cập. Và ngày càng nhiều người đi làm đang sử dụng phương tiện công cộng thay vì đi xe của họ. À cô B có được cập luôn nè. More workers are using public transportation. Ngày càng nhiều người lao động đang dùng phương tiện công cộng. Đó. Cô C hệ thống giao thông đã được nâng cấp. À cô A có được cập, à cô C được cập luôn. Ở à, đây nè upgraded its transportation system thì chỉ có em đọc chỗ này là hãy A B C ở đây thì mình quốc luôn câu D nha nó chưa bao giờ được thiết kế lại in has never been redesign nó chưa bao giờ được thiết kế lại nha à, là trong bài đọc á cái chữ làm cho cái câu đó sai đó là cái dòng thứ uh, redesign hả này nè vào năm 1992, thành phố nhận được một cái well reserved makeover. Makeover kiểu như cái sự cải thiện á, cái sự thay đổi. Nghĩa là cái kiểu, kiểu như một cái redesign mấy em. Đó, nghĩa là có nhận được cái sự cải thiện xứng đáng á. Nghĩa là thành phố Barcelona có đã có sự cải thiện nha, đã có cái sự thay đổi rồi. Đây là thiết kế lại á, này makeover. Này là kiểu như redesign á. Nó có sự cải thiện xứng đáng trước khi đăng cai Olympic thì có đó cũng đê em rồi tiếp đoạn này luôn nha rồi nói chung đoạn đó đây này là cập tới cái thành phố Barcelona thành phố này nó green á thành phố xanh thì không biến mật ở Portland Oregon là một trong những thành phố xanh nhất ở nước Mỹ thì vào năm 1903 nó đã là một cái ví dụ của những thành phố ở Mỹ mà có thể accomplish đạt được cái quy hoạch cẩn thận cái full planning planning kiểu quy hoạch đó quy hoạch thì thay vì uh, lắp đầy uh, lắp đầy những cái khu vực với tòa nhà văn phòng thì Portland có cái khu vực xanh cho hoạt động thì nó có 119 km chạy đi bộ và đường xe đạp và cho phép cư dân trải nghiệm cái hoạt động ngoài trời tuyệt vời thì thành phố cũng cung cấp cho người dân những cái kế hoạch năng lượng sáng tạo mà cho họ cơ hội trải một chút cho cái những nguồn năng lượng sạch tầm 3 tới 9 đô mỗi tháng thì những người ở nhà có thể lựa chọn năng lượng mặt trời hay gió để động môi trường. Rồi đoạn này cũng đang được cập một thành phố khác, thành phố Barcelona. Thì đó là thành phố Portland mấy em. Thành phố xanh nhất, một trong những thành phố xanh nhất. Thì kiểu như là thành phố này tại sao nó xanh á? Bây giờ đề cập. Nó bao gồm cái gì, cái gì, cái gì, nó cung cấp dịch vụ gì đó mấy em. Rồi ở đây mình sẽ chọn được cái câu uh, 38 nè. Residents in Portland can. Cư dân ở Portland có thể gì mấy em? Rồi mình xem từng câu nha. Câu A là chỉ lựa chọn năng lượng mặt trời cho nhà của họ. À không có đề cập là only nha. Only Chỉ lựa chọn là một trời. Không có nói. Sai. Câu B xây thêm tòa nhà văn phòng. Sai chắc nha. Không phải đọc đâu có đề cập say thêm đâu Hình như là thay vì say thì làm cái gì đó mấy em Thay vì say làm gì nhỉ Đây nè Instead of filling its error with of experience Thì có không gian xanh cho hoạt động Là không có say thêm nha Còn câu C là cho phép du khách Trải nghiệm những cái hoạt động rất là tuyệt vời Có phải là cho phép du khách không Visitors Cho phép du khách hả Cập kỳ nhé Đâu không kể là dễ chọn không c nha Cho phép du khách trải nghiệm hoạt động ngoài trời Phải visitor không Cho phép cư dân hay là cho phép du khách Để nha Trong bài đầu cho phép ai Đây chỗ này này Citizens Nó có 119 km đường chạy đi bộ và xe đạp Mà cho phép cư dân trải nghiệm những hoạt động ngoài trời Tuyệt vời là nghĩa là cái thành phố này á là cho phép người dân ở trong thành phố này người dân nha còn du khách du khách là sẽ khác với em du khách là sẽ đến từ những nước khác đến cái khu vực này để người ta đi du lịch còn cái này cho phép cư dân của thành phố này nha mấy người bạn địa đó rs SRS một câu uh, này uh, quá nhiều bạn sai luôn đó thì con này <laughs> đúng à đều đúng nha dễ ăn đâu đâu có dễ ăn như vậy rồi <laughs> luôn và thế là hát đêm tại sao của đêm em em người dân ở portland có thể sử dụng nguồn năng lượng thạch với số tiền nhỏ à, bổ sung extra source of money sử dụng sử dụng nguồn năng lượng sạch với một số lượng tiền nhỏ bổ sung ad cập cái này nè mấy em ở chỗ này nha ở chỗ này nè The city thành phố cũng cung cấp cho người dân những cái kế hoạch năng lượng sáng tạo và cho họ cơ hội là đây đây nè to pay a bit extra for clean energy sources để trả thêm một chút cho những nguồn năng lượng sạch để trả một chút nữa để để dùng cái nguồn năng lượng sạch em nè tầm 3 đến 9 đô mỗi tháng những người hộ gia đình người ở nhà chủ nhà có thể lựa chọn năng lượng mặt trời hay gió và giúp đỡ môi trường đó nghĩa là cư dân ở cái thành phố này có thể trả một chút hả, trả tầm 3 9 đô để dùng được những cái nguồn năng lượng sạch đó thì con này cũng đây use clean energy sources with a small extra of money Hồi ờ, 39 luôn nè Ít nào sau đây si lầm Từ bài đọc mấy em Si lầm nha Câu A Few people Rất ít người có hứng thú Trong việc sống ở thành phố xanh Không đề cập Câu B thành phố xanh nhất trên thế giới là ở Bắc Mỹ Trong bài đọc có đề cập là Những thành phố xanh nhất trên thế giới là Ở Bắc Mỹ hết không không có đề cập mấy em khu okay, c thành phố xanh thì quá đắt tiền để sinh sống à, để xây dựng hả à? ở hầu hết thành phố ở hầu hết các nước quá đắt tiền để xây dựng không đề cập luôn đây cụ đây nè Barcelona is one of the oldest green cities Barcelona là một trong những thành phố xanh xưa nhất thầy có up youtube em có like sang up youtube nhé một trong những thành phố xanh nhất Tại sao? Ở đây nè mấy em. Barcelona. Đây. Đây là cái dòng này cũng được à. này mấy em. Đặc biệt là dòng đầu tiên nha. When it comes to going green, the city of Barcelona is far ahead of its time. Khi mà đề cập tới going green, à, trở thành xanh, à. trở thành thành phố xanh, thành phố Barcelona thì đi trước thời đại rồi. Đó, là 1859 nè, thời uh, mấy thế kỷ trước rồi. thiết kế đã tạo ra mấy cái thiết kế đô thị bình vững, có nhận thức. Có nghĩa là thành phố Barcelona là đi trước thời đại rất là lâu mấy em. Khi mà trở anh cái Green City á, thành phố xanh nghĩa là Barcelona là một trong những thành phố xanh lâu đời nhất đó đây này cô D đâu có C đâu có đề cập là quá đắt tiền để xây đâu không có đề cập nha này cô D này đi trước thời đại à? rất rồi lâu rồi đâu phải làm được câu 33 ba em ba ba chứ cũng dễ confusing nha ba tiêu đề của bài là gì mấy em rồi mình rút ra chính từng đoạn nha. À, cái đoạn 1 và tác giả nói về cái gì đây? Đoạn một là khi mà nghe tới từ CD là họ thường tưởng tượng mấy cái bê tông thép biển báo neon đúng không? À, tuy nhiên điều này đang bắt đầu thay đổi. À, Green CD sau đây, đề cả tới Green CD, Green CDs. Những thành phố xanh thì đang cố gắng cái hiện hiệu suất thành phố và nâng cao mức sống cho người sống ở đó. Đó, à, đề cập tới Green City mấy em. Nâng cao mức sống. Rồi, đoạn 2 vẫn đề cập tới Green City tiếp. Cái này là đề cập mấy yếu tố khi mà xây Green City đó mấy em. Yếu tố, phương tiện cộng, tính di động, nguồn năng lượng gì đó. Mới đề cập tới Green City nha. Đoạn 2, à đoạn 3, khi mà đề cập tới Go Green, thành phố xanh, thành phố barcelona đi trước thời đại rồi. rồi đề cập cái quá trình thành phố này phát triển sao mà nó xanh, không em. kiểu như có đề cập tới gì đây? cái tác động tích cực luôn đúng không? nè, tác động tích cực mà thành phố xanh này mang lại. đoạn kế thì vẫn đề cập thêm một thành phố xanh khác ở Portland. Ờ hôm nay đề cập tới mấy cái tác động tích cực của thành phố xanh đúng không? kiểu vậy, mấy em. Ý chính là phải đề cập tới thành phố xanh nha Cái tác động tích cực của nó Đoạn cuối thì nói là uhm, Cái xu hướng thành phố xanh này sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai nha. à. Ý chính á, thì hay rút ra kiểu như đây đề cập tới mấy cái tác động tích cực Mà thành phố xanh mang lại mấy em Mấy cái green cities nó mang lại Thành phố xanh, cái tác động tích cực Thì đây cô A mình loại được nè Cái power sức mạnh của năng lượng xanh là sai chắc rồi cô A loại Cô C Cái cuộc cách mạng Xanh Mottlin là sai à? Để bài đọc qua đề cả Barcelona đó mà Còn câu B, Câu D Câu B, Câu D nó hơi confusing rồi à. Câu B là những thành phố Trẻ nên sạch Bằng việc uh, Go Green Như trở thành thành phố xanh đó à, hệ đúng nhất là cô B Đúng nhất là Câu B nha những thành phố trở nên sạch bằng Vico Green là đúng nhất như bài đọc tập trung vào mấy cái tác động tích cực mà thành phố xanh mang lại mấy em còn UD á tương lai của thành phố xanh tương lai hả ta tại vì trong bài đọc hay thấy với thành phố như Barcelona thì nó có từ rất là lâu rồi cũng như cái khái niệm thành phố xanh này nó có từ mấy trăm năm trước đây, đây 8, 5, này tám năm chín cũng lâu rồi. Nghe này này chín ba cũng rất là lâu rồi tương lai hả tương lai cái vẻ không hợp lý lắm ha thầy thấy cái câu b nó hợp lý hơn á kiểu như nó có được rất lâu rồi em à, kiểu như nó đề cập gặp... thầy à, tổng thể thì đề cập mấy cái tác động tích cực á mà thành phố xanh nó mang lại thì nó sẽ đúng cô câu b nhất nha còn UD d tương lai thành phố xanh thì không hợp lý lắm à mà đọc kiểu như mấy thành phố xanh nó còn rất lâu rồi Giờ này của B thầy hãy đúng nhất nha. Rồi tiếp nha mấy em. À, 40 đúng không em? 40 trọng âm nè. 40 là câu. Câu nào mấy em? Câu C nha. Congestion congestion là âm 2 còn lại là âm 1 industry resident gardener industry resident gardener là âm 1 Câu C âm 2 congestion mua mốt mua mốt là câu C enter enter âm 1. Còn là 1 á còn lại là 2 refuse adapt elude âm 2. là 2 câu C 1 enter câu số 42 12 là về phát uh, âm phát âm theo uh, nguyên âm mấy em. 12 con nào đây? Lake. Lake là cái âm uh, a em. Âm này nè. Lake. Âm này nha. Lake. Lake. đó âm này nhá. Lake, 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 play wave. bài này cô đê với em. Cô đê là âm Mass, mass production, mass. Đó, thì cái này cô đề Mass Cô em, Mass Và làm A Leak, play, wave Bốn ba, family Cô bế em Expressed Tận cùng là Chữ S yes, này thì mới đi Đọc là T Expressed Còn lại là làm D ha Received Controlled Subscribed Subscribed Rồi còn lại Thì mới đi rồi, là D Rồi 44 luôn nha 24. À, nhìn là thấy mình đều hại à? rồi trời mưa mọi lúc luôn. Đó, đây là một cái điều đáng tiếc. This was a great beauty. Rồi để nha. Ở đây có chữ this thì à, mấy em để dấu chấm á. Thì mình dùng chữ this nha. Còn nếu mà dấu phẩy thì mình dùng chữ which, mấy em. Thì đó kiểu phân biệt chữ this chữ which kiểu vậy á. À, đây dấu chấm á, thì mình dùng chữ this còn mà đây dấu phẩy á thì dùng chữ which nha Cái cô b cái này thực chất là mình đều không hả hay nè dịch nè à. trời mưa mọi lúc luôn mọi thời điểm điều này là rất đáng tiếc à, which was a rain which này á dùng sau dấu phẩy là sẽ thế cho cả một mình để phía trước luôn mình dịch là cái điều này á đó để nha dấu phẩy thì which thôi dấu chấm dùng this nha cái cô này sai hết rồi That's luôn mình. 55, Vợ tôi thì allergic dẫn với động vật Tôi không thể nuôi hút cưng được Hả? Đề cho em khó nhau lắm hả? Em gửi đề thử xem Hai câu điều kiện đúng không? Ở đây hai vế hiện tại đơn hết Easy can't keep Hai vế hiện tại thì diễn tả tình huống trái với hiện tại mình sử dụng câu điều kiện loại 2 rồi nhớ phụ định lại cái thể ban đầu luôn nha À, câu A là nếu vợ tôi không dị với động vật, tôi thể nuôi bét. À, câu A đúng luôn rồi. Câu C, câu D được là một Câu B dịch sai nghĩa nha. Này câu A em nhớ phụ định lại nha. Bởi vì điều kiện lại hai là trái với hiện tại. Rồi bài đọc đi luôn nha. Gia Long là the first emperor, hoàng đế đầu tiên của Nguyễn Dynasty. Uh, triều đại nhà Nguyễn cũng như là founding father cha đẻ hả người thành lập ra nước Việt Nam hiện đại này được sinh ra như là Nguyễn Phúc Ánh hồi lớp 12 ông ấy là nephew cháu cháu trai của chú Nguyễn cuối cùng người mà uh, dụng gì nữa em à. Uh. Các bạn cố lên nào mấy em Để ý nha Có Đi được với chữ uh, over Đi được với chữ over thì mình dùng chữ nào Và thì mấy em nhớ mình sẽ dùng đó là Rule over something Cây trị nha Rule đây là cây trị mấy em Rule over something Là cây trị á đây C Free là giải phóng à đây Free something ha không đi với giới tự em free something free somebody câu b thành lập rồi about câu d là xâm lược á invade là xâm lược nha thì câu này là câu c mấy lần cháu người cháu của chú Nguyễn cuối cùng người mà cái trị ở phía nam việt nam khi mặc cho việc sinh ra trong một gia đình hoàng gia họ mấy phải encounter chạm trán 47 difficulties này là dạng lượng từ rồi danh từ đuôi s, s là danh từ số nhiều danh từ đuôi s, s là danh từ số nhiều danh từ số nhiều dùng chữ many mấy em câu này là câu c many nha câu a câu d cộng danh từ số ít rồi câu b cộng danh từ khó không được thì câu c chạm trán nhiều khó khăn trong uh, cuộc đời ban đầu khi ông ấy trở thành cái target mục tiêu của nhóm đối thủ người mà cố gắng wipe out xóa sổ á xóa sổ cái gì? đờ Nguyễn clan clan là gia tộc nha gia tộc rồi để nha wipe out White sau somebody something là xóa sổ Thì sau dùng cái sau sau em em? sau somebody something Something tiêu sau sau xóa sổ. Thì thường á, em thấy nè. Câu này đọc kỹ nha Cái động từ thường á Từ từ nha, à đây là Reservoir Nhưng mà thường mấy em nhớ động từ trong từ thường là sẽ đi với Trạng từ đúng không Động từ thường là sẽ đi với trạng từ Thì Reservoir cũng kiểu vậy luôn Reservoir thì nó cũng sẽ đi với trạng từ nha Mình xem nó như động từ thường á Reservoir nó cũng đi với trạng từ Thì ở đây đúng nhất câu 48 là câu đêm em ở đây có khi nhiều bạn hơi bị cấn cấn là nó có cái tân ngữ ở đây á kiểu như uh, white nó phải cộng tân ngữ á white somebody something mà nó cũng kiểu kiểu như uh, gọi là ngoài động từ Ngoài động từ thì nó sẽ cộng tân ngữ rồi nó mới cộng trạng từ được nha mà động từ như mấy chữ uh, cần có cái tân ngữ như là uh, drink, drink water thì ngoài động từ nó phải có đi với tân ngữ mấy em và sau đó nó mới cộng trạng từ kiểu như vậy nha white power somebody something nó sẽ đi với tân ngữ và nó mới đi với trạng từ được ở à, đây không có dùng danh từ được nha kiểu như là mấy em dịch à người mà cố gắng xóa sổ cái gia tộc họ nguyễn hoàn toàn luôn đó thì xóa sổ hoàn toàn luôn mấy em white power nguyễn clan completely thì câu này là câu D nha và có chữ Để xài mà em Ok còn à, ngoài động từ thì cộng với tân ngữ nha còn nội động từ thì sẽ không cần cộng với tân ngữ mấy em à, nội động từ giống như mấy chữ như là I agree nè tôi đồng ý hay là she crying cô ấy đang khóc à, cry cũng nội động từ nào tiếp nha thì sau cái chết của bố anh ấy và chú vào tay của lãnh đạo đối thủ thì Phúc Ánh flat chạy trốn qua cái cực nam bờ biển của Việt Nam rồi cái này nơi trốn đúng không dùng chủ quen em nơi thôi nha nơi mà uh, nơi mà ông ấy gặp một cái linh mục priest người Pháp tên là này này ông ấy cuối cùng trở thành một cố vấn được tin tưởng và play rồi đóng vai trò mình sẽ dùng cụm là play play a role in something đóng vai trò mấy em là role in something này cô b nha đóng vai trò quan trọng trong cái sự vươn lên uh, quyền lực trốn thoát với linh mục và sau đó là tìm kiếm sự giúp đỡ sort cái này là cột bao chữ six á six sort sort tìm kiếm sự giúp đỡ từ người pháp trong cuộc đấu tranh chống lại đối thủ này, cô b ôi giời xong rồi mấy em ơi à Đâu rồi hắt mắt gì không à gì yeah, vậy đang đáp án năm photo luôn nghe gì ghê vậy trời thầy giải đề dễ hiểu dữ rồi thầy cống hiến hết năng lượng <laughs> chuẩn bị kỹ mò Công hiến thế à, không chỉ học nữa thôi á Hả? Đề trường phổ Hồng hả? Ờ, à, đề này, đề... Ồ, oh, từ từ nha à, Đề năm Định vẫn tổ chức Thi thử trường phổ Hồng nha Nhưng mà đề Đề nào đề năm ngoái á Đề thi thử lần 1 của đề xã Định á Đề thi thử trường Hồng nha Căng hơn đề này nhiều Nếu mới đề thi học kỳ mà Chứ với đề đại học á thế bài đọc này phải mình, đỡ mà chưa có khó đâu chứ đề thử của sở này năm ngoái lần 1 cũng căng lắm á bài đọc về cũng đỡ nha chứ bài đọc đề đại học của sở này xịn lắm á xin tự do hả ở xin tự do là sao sao đi lại hả đi lại hả ok thôi được nha mấy em hơi bye, nha nghỉ nha tạm biệt mấy em nhé à, nghỉ 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 livestream đang hơi dài quá rồi <laughs> nghỉ nha mấy nhé tạm biệt tạm biệt mấy em nha thứ hai là tiếp nhé tạm biệt nha Bye bye với em nha. Bữa sau để lại collocation chắc dễ á. Bye bye nha. See you again. Trái học nha mấy em.